Ca sĩ Nguyên Vũ chi tiền khủng, thuê hơn 10 luật sư giúp Hồng Loan phản tố lại mẹ con cô Sáu. Sáng nay ngày 26 tháng 10, cái ngày mà khán giả mong chờ nhất cũng đã đến. Sáng sớm trước nhà Hồng Loan, rất đông người dân và lực lượng chức năng đã có mặt. Luật sư Ngọc, chị Ni đều đến sớm để hỗ trợ Hồng Loan. Khoảng 9 giờ thì mẹ con cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Phượng, Long Hồ cũng đã đến để trực tiếp làm việc và tiến hành thẩm định nhà. Khán giả thắc mắc liệu hôm nay cô Sáu có chính thức dọn ra khỏi nhà của Hồng Loan hay chưa? Câu trả lời sẽ là chọn nhà quý vị. Ngày hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất của Hồng Loan, bởi lẽ trong thâm tâm của Loan không muốn gia đình mình phải chia năm xẻ bảy và phải xảy ra hoàn cảnh như bây giờ. Cả một gia đình ruột thịt đấu tố nhau chỉ vì tài sản. Tuy nhiên Hồng Loan không cô đơn lẻ loi một mình, bên cạnh Loan luôn có chị Ni, Hoa hậu Phương Lê và cả ca sĩ Nguyên Vũ ủng hộ, hỗ trợ hết mình. Sáng nay, nam ca sĩ Nguyên Vũ đã chi một số tiền cực khủng, mời hơn 10 luật sư đến giúp Hồng Loan. Hiện tại, cô Sáu Hồng Phượng đang cùng luật sư Hồng Loan phản tố lại các vụ kiện. Bên ngoài, khán giả vẫn đang theo dõi sát sao. Lực lượng chức năng chuẩn bị tiến hành thẩm định nhà. Phượng Rùi khẳng định, chừng nào pháp luật có quy định ép tôi sao kê, thì tôi mới sao kê. Kính thưa quý vị khán thính giả, cuộc chiến giữa cô công chúa nhà họ Võ và cô em gái ca sĩ họ Lê tên Một Lời Hoa Mùa Hè vẫn chưa kết thúc. Chuyện sao kê thì vẫn cứ lê mê mãi không chịu tự giác. Dẫu biết rằng bản thân mình sai, nhưng con nhỏ ca sĩ Tao Họ Gì Kệ Mẹ Tao vẫn không chịu nhận sai, vì con ả tin rằng Hồng Loan không đủ căn cứ để ép tội con ả. Và mới đây Phượng Rùi đã có một lời phát biểu trên mạng xã hội rằng sẽ không sao kê bất cứ thứ gì. Pháp luật không có quy định thì cô ta mắc gì phải sao kê. Chuyện gì chứ cái chuyện mà đánh tráo khái niệm thì Phượng Rùi làm rất giỏi. Và mấy ngày hôm nay trên kênh của chúng tôi nhiều lần nhận được bình luận như sau: tại sao công an, cơ quan chức năng và pháp luật không can thiệp vào chuyện của Phượng Rùi? Sao cứ để con ve chó nhẫn nhơ hút máu người đã khuất như vậy? Và ở bản tin này chúng tôi sẽ giải thích vấn đề này. Cụ thể như thế nào xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mà mẹ con Phượng Rùi phải sợ hãi, vì đây là ngày xem xét kiểm kê phong ấn những tài sản của mẹ con Sáu Bào Phượng Rùi đang để trong nhà của Hồng Loan, và sau đó yêu cầu mẹ con của họ phải di dời những món đồ này trả lại không gian sống cho Hồng Loan. Và theo thông tin của chị Ni cung cấp thì có thể hôm nay sẽ dọn sạch sẽ đồ đạc của nhà bà Sáu ra khỏi nhà Hồng Loan, vì cơ bản mẹ con Sáu Bào Phượng Rùi đâu có quyền ở trọ miễn phí hoài như vậy. Tiền nhiều mà, đi tìm nơi khác mà cất đồ, ở đâu ra cái quyền, người bị đuổi đi rồi nhưng đồ vẫn để lì trong đó, để mà nuôi hy vọng gì tầm này nữa. Điều mà Phượng hy vọng đó chính là hy vọng vào cái vụ sao kê sắp tới, hy vọng là sẽ không bị ngồi tù lâu. Về cái vụ sao kê thì bản thân của Phượng rồi chắc chắn là biết rõ mình khó thoát được tội, nhưng con ả vẫn cứ thích cố chấp đôi co với pháp luật và lương lẹo với thực tế. Và đứng trước câu hỏi tại sao Phượng Rùi tới giờ vẫn chưa bị pháp luật can thiệp vấn nạn kêu gọi phúng điếu, chúng tôi có các ý kiến như sau. Ở bản tin này, chúng tôi sẽ gọi Phượng Rùi là Phượng sao kê nhé. Gọi như vậy để lúc nào chúng ta cũng nhớ đến chuyện sao kê phúng điếu của con ả Lê Thị Vi Bằng. Liên quan đến câu hỏi trên thì có hai vấn đề cần phải giải thích. Thứ nhất là vì sao Phượng sao kê dám nói rằng là mình không phạm pháp. Thứ hai là vì sao cơ quan chức năng không can thiệp vào chuyện này. Đầu tiên thì Phượng sao kê nói rằng trong chuyện tự ý quản lý phúng điếu tại đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cô ta không phạm pháp. Để dám nói như vậy thì chắc chắn đã có một vị luật sư chuyên lách luật nào đó đã tư vấn cho cô ta, xem xét vai trò của một người lo lắng cho đám tang thì cô ta hoàn toàn có quyền chiếm dụng số tiền đó, cũng như cái cách mà cô ta đã nói đó là hợp tình hợp lý. Bởi theo quy định thì tiền phúng điếu không phải là di sản của cố nghệ sĩ, nên Phượng sao kê có quyền tự do thao túng. Để lý giải cho điều này, chúng ta sẽ căn cứ vào điều 612 của Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về di sản như sau. Di sản sẽ bao gồm tài sản riêng của người mất, phần tài sản của người mất trong tài sản chung với người khác. Và căn cứ vào khoản 1 điều 611 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về thời gian mở thừa kế như sau. Quy định về thời điểm và địa điểm mở thừa kế. Thứ nhất, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản mất. Trường hợp tòa án tuyên bố một người đã mất thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 điều 71 của bộ luật này. Theo đó, di sản là tài sản riêng của người mất, phần tài sản của người mất trong tài sản chung với người khác được xác định như sau.
Tài sản riêng của người mất gồm tài sản vợ chồng có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, đối với người có vợ có chồng, hoặc là tài sản thuộc sở hữu riêng của một người mà người đó không có vợ hoặc chồng. Phần tài sản của người mất trong tài sản chung với người khác bao gồm phần tài sản chung theo phần trong khối tài sản chung với vợ chồng hoặc là với người khác. Quy định về thời điểm mở thừa kế là thời điểm mà người có tài sản mất, bao gồm thời điểm chết. Về mặt pháp lý, đây sẽ lệ thuộc vào quyết định của Tòa án Nhân dân. Như vậy thì theo những quy định vừa rồi thì không thể đề cập đến tiền phúng điếu. Rõ ràng là tiền phúng điếu tại lễ tang không phải là di sản thừa kế, vì tiền phúng điếu này là tài sản có được sau thời điểm mở thừa kế. Và đây là lý do vì sao Phượng Sao Kê lại mạnh dạn tự tin nói rằng mình không sai trong chuyện này. Khá khen cho luật sư của Phượng Sao Kê đã vắt hết gan, cạn hết óc để tìm ra được cái khe cửa hẹp này để cho Phượng Sao Kê luồn lách luồn lẹo từ đầu mùa Sao Kê đến nay. Nhưng mà Phượng Sao Kê đã quên rằng xã hội này có câu lưỡi trời lòng lòng, tùy thưa mà khó thoát, hoặc là câu tránh trời làm sao khỏi nắng.